Xin chào anh em nhé. Trong video này mình sẽ hướng dẫn anh em cách in tem và cài đặt in tem. Mình sẽ vào trong cái thư mục CNC output này. Trong đây nó là tất cả các cái file mà mình đã xuất từ trong cabinet ra. Anh em quan sát này. Thì trong các cái file này nó sẽ có một cái file gọi là file label. Đây nó chính là cái file chứa dữ liệu in tem nhé. Mình sẽ ra ngoài đây code, mình mở cái chương trình in tem lên. Đây là cái giao diện chính của cái chương trình in tem này, anh em quan sát. Thì ở đây thì nó sẽ tự động nhận cho mình cái đường dẫn vào cái thư mục CNC output này và nhận cho mình cái file mà mình vừa xuất ra ở đây. Nếu mà anh em có nhiều file mình xuất vào cái thư mục CNC output ấy, thì mình có thể là lựa chọn xem mình in cái file nào, thì mình sẽ bấm vào cái chỗ open này. Đấy. Thì ở đây mình có thể lựa chọn là các cái file mà mình xuất ra rồi. Mình có thể lựa chọn cái file nào để mình in nhé. Đấy, tiếp theo. Trong cái phần tập tin ở đây thì mình có thể là bấm vào cái tùy chọn này để mình cài đặt các cái thuộc tính của phần in tem nhé. Trong đây thì nó sẽ có các cái tùy chọn, ví dụ như là ở đây mình có thể là chọn là in một nhãn hoặc là in cả tấm. In một nhãn ở đây nghĩa là nó chỉ in cho mình một cái tem của một cái tấm này thôi. Đấy, khi mình bấm nút in ở đây này, nó sẽ chỉ in cho mình một cái tem này thôi. Còn khi mà mình lựa chọn cái in cả tấm ý, là nó sẽ in cho mình tất cả các cái tem của tất cả các cái tấm trong cái khổ ván m22 m4 của mình này. Đấy. Thông thường mình sẽ lựa chọn cái loại này nhé. Hoặc ở đây nó có một cái loại nữa là in tất cả các nhãn của các tấm. Như là nó sẽ in cho mình tất cả các cái tem của 20 cái tấm ván 17 ly có vân này, cộng với 5 tấm ván 6 ly có vân này. Đấy, nó sẽ in cho mình hết. Nhưng mà mình không khuyến khích anh em làm theo cách này nhé, bởi vì nó khá rủi ro. Ví dụ trong cái quá trình mình in nó hết giấy chẳng hạn, hoặc là nó bị lỗi cái gì đấy chẳng hạn, thì nó rất là rủi ro nhé. Mình sẽ lựa chọn cái kiểu là in cả tấm này thôi, để mình quản lý giám sát nó. Đây, mình thử in một nhãn thôi. Đấy, anh em có thể xem tem nhé. Xem tem ở đây thì mình sẽ bấm vào cái nút xem này. Đấy, để mình quan sát. Thì anh em quan sát. Đây, đây nó là một cái tem khổ 4x6. Cái khổ này thì tương đối là phổ biến. Thì nếu mà anh em có cái khổ khác thì mình có thể lựa chọn các cái mẫu tem khác cho nó phù hợp với cả cái khổ tem của mình. Thì trên này nó sẽ có các cái thông tin như sau. Ở đây là tên của công trình này, hoặc là tên đơn hàng này. Thì ở đây mình đang đặt nó là tên anh Kiên. Tên của cái phòng chứa cái tủ này nhá, nó là cái phòng ngủ 2 này. Tên của cái tủ nhá, tủ lửng 3 ngăn kéo. Tên của cái loại ván mà mình cắt nhá, ván 17 ly có vân này. Mã số của cái tủ này. Cái mã số này quan trọng nhá anh em này. Đây, mình sẽ trở về mặt bằng. Đây anh em quan sát. Các cái tủ của mình ấy, thì mình đặt tên nó sẽ có thể trùng nhau hoặc là nó không rõ nghĩa. Đấy. Cho nên là phần mềm nó sẽ đánh cho mình cái mã số tự động ở đằng sau như này này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Đấy. Để khi ra ngoài ấy, thì mình sẽ lọc tất cả các cái tấm có đánh số 7 để mình lắp dựng được lên cái tủ lửng 3 ngăn kéo. Mình lọc tất cả các cái tấm có đánh số 1 để mình lắp dựng được lên cái bàn học trái. Mình lọc tất cả các cái tấm có đánh số 5 để mình lắp dựng lên được lên cái giường chẳng hạn. Đấy. Và cái mã số này thì mình nó có đánh số cho mình ở trên cái phần bản vẽ lắp ráp này nhé. Đây mình tạo lại mấy cái bản vẽ lắp ráp nhé. Đây. Đấy, đây mã số của tủ đây. Đấy. Để sau này ra ngoài, ví dụ là cái công trình của mình ấy, có 100 cái tủ chẳng hạn, thì mình sẽ giao cho mỗi ông thợ 10 cái tủ, tương ứng với 10 cái bản vẽ này nhá. Thì các ông ra ngoài, các ông sẽ lọc các cái tấm thuộc về cái tủ mà các ông lắp dựng, thì các ông có thể là hoàn toàn có thể lắp dựng được lên. Đấy, mình sẽ căn cứ vào các cái bản vẽ này. Hoặc là mình có thể là chia bóc tách công việc theo cái cấp độ phòng này nhá. Ví dụ của mình có 5 phòng đi chẳng hạn, thì mình giao cho hai ông thợ lắp một cái phòng. Thì ở đây mình sẽ giao các cái bản vẽ của từng phòng cho các ông. Đấy, thì các ông ra ngoài tự lọc các cái tấm thuộc về cái phòng của mình nhé. Ví dụ các ông sẽ lọc các cái tấm thuộc về cái phòng ngủ 2 chẳng hạn. Hoặc là hai ông này sẽ lọc các cái tấm thuộc về phòng ngủ master chẳng hạn. Đấy, thì mình sẽ lắp dựng theo cái cấp độ phòng như vậy nhé. Tiếp theo là tên của chi tiết này. Đây là thùng ngăn kéo bên. Đấy, kích thước của nó 500 x 188 x 17.5 này. Còn trên này nó là cái sơ đồ vị trí dán tem và hướng dán tem nhé. Đây anh em quan sát này.
Mình nhìn thế này thì mình có thể biết là cái tấm này, cái tem này nó dán vào cái tấm nào rồi. Còn chi tiết dán như thế nào ấy, thì ở đây mình sẽ có một cái video hướng dẫn chi tiết anh em. Đấy, thì anh em sẽ vào YouTube, anh em sẽ xem cho mình cái video này nhé. Thì trong cái video này mình có hướng dẫn là cách gia công hai mặt, cách lật mặt nó như thế nào, cách dán tem nó ra sao. Thì anh em sẽ xem cho mình ở cái video này nhé. Còn ở dưới này nó là cái sơ đồ vị trí dán nẹp nhé. Thì anh em quan sát này, ở đây trên này ấy, thì nó đánh dấu tròn ở cạnh nào thì mình sẽ dán nẹp ở cạnh đó. Như ở cái thùng ngăn kéo bên này thì mình sẽ dán nẹp ở hai cái cạnh dài này nhá. Mình bấm next này. Đấy, cái này cũng thế. Next. Cái này mình cũng sẽ dán nẹp ở hai cạnh dài này nhá. Đây, cái này cũng vậy. Cái tấm cánh này thì mình sẽ dán nẹp cả bốn cạnh nhá. Tiếp theo sang tấm khác. Đấy, cánh này mình cũng sẽ dán cả bốn cạnh này. Tấm đật cố định này mình sẽ dán một cạnh trước này. Chân trong dán một cạnh dưới này. Cái tấm cong này thì dán ba cạnh trước này. Hồi trái này dán bốn cạnh này. Đấy. Mình sẽ tắt cái xem tem này nhá. Tiếp theo là in. In thì mình sẽ làm như thế nào? In ở đây, nếu mà anh em có máy in tem rồi ấy, thì mình sẽ vào đây mình lựa chọn cái máy in tem mình nhá. Đấy, còn nếu mà anh em mà không có máy in tem ấy, thì mình có thể là in ra cái file PDF. Thì ở đây anh em sẽ cài cho mình cái phần mềm là PDF Redirection Pro này. Đấy. In ở đây thì mình có một cái mẹo in như sau nhé. Là mình sẽ chụp ảnh cái mã chương trình này để mình ngắt các cái đoạn tem với nhau. Thì ra ngoài thì thợ họ quản lý, họ dán tem thì nó sẽ dễ hơn, đỡ bị sai sót, đỡ bị nhầm lẫn. Đấy, thì mình sẽ dùng cái một cái phần mềm nó gọi là Sniping Tool. Mình sẽ mở nó lên nhé, Sniping Tool. Đấy, mình sẽ bấm vào Green này. Mình bôi đen cái mã chương trình này nhé. Đấy, mình bấm Ctrl P này. Mình cũng in bằng cái máy in này luôn. Đấy, Green. Đấy, thì nó lập tức vào trong này. Đấy, tiếp theo mình sẽ bấm vào cái nút pre-in nhé để mình in các cái tấm này. Đấy, mình có thể in từng tấm hoặc là mình lựa chọn cái kiểu in cả trang ấy, thì nó sẽ in cho mình tất cả các cái tấm trong cái khổ ván mét 2 mét 4 này. Đấy, anh em quan sát này. Đấy, nó sẽ ra cho mình các cái tem như này. Đấy, mình có thể vào trong này mình bật nhé, in cả tấm này. Next này. Mình lại vào Sniping Tool nhé. New này. Bôi đen. Ctrl P này. In. Rồi mình bấm in tất cả. Đấy, xong rồi lại next nhé. Sniping Tool. Hoặc mình Ctrl N này. Ctrl P này. Ctrl P để in này. Rồi, lại bấm in nhé. Đấy. Này làm tương tự như vậy. Ctrl P này. In này. Lại bấm in cả trang nhé. Anh em cứ làm lặp lại như vậy cho đến hết nhé. Đây. Rồi, ok.